Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Phong Cận TV đấy bạn ơi. Thì hôm nay khi mà vào cái video này, mình nghĩ rằng mấy bạn đang hết sức là tò mò rằng là tại sao video hôm nay nó lại có một cái bầu không khí u buồn như thế này, đúng không các bạn? Thì hôm nay mình có một cái thông báo này khá là buồn. À không, phải nói là rất là buồn, muốn dành cho những bạn nào mà là fan chân chính của Hero Team nói chung và là fan chân chính của chị Camui nói riêng. Thì hồi sáng nay Hero Team bọn mình đã có đăng một cái thông báo cho tất cả các bạn fan rằng là hiện tại kênh YouTube của một thành viên trong Hero Team của bọn mình đã bị hack mất kênh các bạn ạ. Và chắc các bạn cũng biết rằng là kênh đó là kênh của ai đúng không nào? Thì đó chính là kênh YouTube của chị Camui TV các bạn ạ. Camui TV là một thành viên nữ ở trong Hero Team bọn mình và chị ấy đã bị một kẻ xấu gọi là hack mất kênh. Và bây giờ kênh của chị ấy đã bị gọi là sử dụng để làm những cái việc xấu. Cho nên đây cũng là một cái video thông báo cho những bạn nào đang làm YouTuber. Và thông báo cho tất cả những bạn fan gọi là đừng có gọi là lít vào những cái link tầm bậy tầm bạ mà cái kênh này sẽ gọi là đăng lên cho các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nha. Thì hiện tại nếu như các bạn mà lên YouTube á, mà các bạn search gọi là Camui TV, thì bạn có thể thấy rằng là kênh của chị Camui đã bị biến thành một cái kênh có tên là Ripple các bạn ạ. Ripple. Thì cái kênh này thì mình thấy rằng có rất là nhiều người đã bị gọi là cái người sử dụng cái tên Ripple này, họ đã hack rất là nhiều kênh rồi. Mình thấy có rất là nhiều người đã bị cái kênh cái thổi lại gọi là hack kênh cái tên là Ripple này nó hack rồi các bạn ạ. Đấy, thì khi mà bấm vào bên trong á thì bạn có thể thấy là toàn bộ video của chị Camui đã bị cái người này xóa toàn bộ. Mình không biết là xóa hay là ẩn đi, nhưng mà mình rất hy vọng là họ chỉ ẩn thôi, để khi nào mà bọn mình lấy lại được kênh thì bọn mình có thể gọi là lấy lại toàn bộ video của chị Camui để tiếp tục cho mấy bạn, những bạn nào chưa xem có thể xem. Đấy, thì nói chung là đây các bạn xem đây, đó, toàn bộ video của Camui từ video Mini World, quá khứ Hero Team hay là reaction hay là vlog cái gì của chị Camui đều bị cái người này xóa hết. Xóa sạch sành sanh, không còn một video nào luôn các bạn ơi. Đấy, và nói chung á là cái người này cũng khá là thâm độc đấy. Sau khi xóa xong video, vào trong phần kênh, xóa hết tất cả kênh của Hero Team bọn mình ra ngoài luôn. Chỉ để có một cái kênh có tên là Official Ripple Channel. Các bạn nhớ là không bao giờ được đăng ký kênh YouTube này nha các bạn nha. Không bao giờ được đăng ký kênh YouTube này. Bởi vì kênh YouTube này nó đã hack kênh của chị Camui thì chắc chắn nó không phải là người tốt rồi các bạn ạ. Cho nên đừng bao giờ đăng ký kênh YouTube này nhá. Official Ripple Channel này, đã các bạn nhớ nha, không được đăng ký nha. Tiếp theo nữa là hiện tại là kênh của chị Camui đang bị gọi là kẻ xấu này phát trực tiếp livestream một cái gọi là buổi phát trực tiếp gì đó mình không biết nữa. Đây các bạn xem đây. Đó, khi mà chúng ta click vào trong đó. Right, I will open. Thì các bạn có thể thấy rằng là ở trong đây nó đang gọi là livestream một cái gì đó. Thì mình sẽ che màn hình lại nha. Mình sẽ không để hiện màn hình ở đâu. Đấy, thì cái livestream này hiện tại đang có 13.000 người xem này. Mình không biết 13.000 người xem này là do búp lên hay là như thế nào. Nhưng các bạn tuyệt đối là không bấm vào trong livestream này để xem nha. Mình đang ví dụ cho các bạn cho mình mới bấm vào thôi. Nhưng mà hiện tại mình đang để tab ẩn danh cho nên các bạn yên tâm là không sao hết. Mình chỉ bấm vào cho các bạn xem thôi, bấm vào video thôi là không sao nha. Nếu như cái kênh này có để một cái link ở bên dưới thì các bạn tuyệt đối không được click vào cái link đó. Hoặc thậm chí là các bạn giúp mình cái này đi, là không bấm vào video luôn, không được bấm vào cái livestream này luôn. Nếu như các bạn không muốn bị gặp những cái gọi là trường hợp gọi là xấu giống như là Camui. Thì nói chung á là mình có một cái thông báo đến với bạn vậy thôi. Là coi như là kênh Camui là hiện tại đang nằm trong gọi là vòng nguy hiểm các bạn ạ. Và Hero Team bọn mình đang cố gắng rất là nhiều để có thể lấy lại được kênh YouTube của chị Camui. Và cái lý do mà Camui bị hack kênh á thì cũng khá là đau đầu các bạn ạ. Mấy bạn biết lý do vì sao không? Là do có một hôm khi mà Camui đang ngồi làm việc thì bỗng nhiên có một người đã gửi đến cho Camui một cái link. Và người này bảo rằng đây là một cái link tải game và muốn nhờ Camui tải con game này về và gọi là chơi game và quảng cáo cho họ. Mình nói thẳng là quảng cáo á nha. Thì Hero Team bọn mình có một cái quy tắc khá là hay, đó chính là khi mà có ai nhờ quảng cáo bất cứ một cái game gì thì game đó phải đạt những tiêu chuẩn sau đây. Đầu tiên là hay, phù hợp cho trẻ em và đặc biệt là không liên quan đến gọi là 18 cộng. Và cũng gọi là không liên quan những cái gì tầm bậy bạ, những gì tầm bậy bạ trên mạng thì bọn mình mới làm. Và bởi vì vậy cho nên Camui của chúng ta, Camui chúng ta khá là ngây thơ các bạn ạ. Và Camui gọi là lít vào trong cái link đó luôn.
Thì thật ra thì chúng ta có rất là nhiều cách để kiểm tra coi cái game đó nó như thế nào. Thì cái cách mình hay dùng đó chính là mình sẽ copy thử cái tên, sau đó mình đăng lên, mình gọi là xem ở trên YouTube coi cái game nó như thế nào, thì mình sẽ kiểm tra như vậy. Còn Kamui thì Kamui lại lít vô trong cái link đó luôn, sau đó Kamui lại tải luôn cả phần mềm của cái link đó về máy tính. Đó là lý do vì sao mà kênh YouTube của chị Kamui đã bị hack mất. Thay vì bây giờ chúng ta tải về thì chúng ta có thể gọi là lấy cái tên của nó và search ở trên YouTube để xem coi game đó là game như thế nào, chúng có thể test như vậy. Nhưng mà Kamui thì không hiểu lý do vì sao Kamui bình thường hàng ngày Kamui rất là gọi là rất là sắc sảo, rất là thông minh. Nhưng mà sau hôm mà cái ông Đông gửi cho Kamui cái link thì Kamui lại tự nhiên bị nướp đột ngột các bạn ạ. Trời ơi trời, mình cũng không hiểu luôn. Nhưng mà nói chung thì cái đó cũng không thể nào mà trách Kamui được. Thì sau khi mà tải cái phần mềm đó về thì kênh Kamui đã bị xóa mật khẩu, xóa tất cả gọi là bảo mật, và sau đó là bị lấy mất kênh luôn các bạn ạ. Bị lấy mất kênh luôn. Thì nói chung á là đây là một cái tin rất là buồn và cực kỳ sốc, gọi là đối với Hero Team bọn mình nói chung, và nói riêng ra là đối với Kamui thì Kamui là người sốc nhất. Bởi vì là cái kênh YouTube Kamui TV là một đứa con tinh thần của chị Kamui, cho nên cái việc bị mất đi nó là một cái gì đó mất mát khá là lớn mà chị Kamui sẽ phải chịu các bạn ạ. Và nói chung thì cái này cũng là một cái thông báo và một cái cảnh báo cho tất cả những bạn nào đang làm YouTuber là đừng bao giờ lít vào những cái link mà chúng ta không biết nó là gì. Lít vào thôi đã nguy hiểm rồi, đừng bao giờ lít vào xong còn tải về máy nữa nha. Mình nghĩ rằng chắc những bạn nào mà gọi là làm YouTube lâu năm rồi, các bạn sẽ không bị lừa như vậy đâu. Thì nói chung là mình chỉ có một cái thông báo và cảnh báo đến cho tất cả mọi người như vậy thôi. Thì mọi người nhớ là không được gọi là lít vào bất cứ cái link nào do cái kênh, do cái người mà hack kênh Kamui á gửi cho các bạn. Và cũng không được gọi là, thậm chí là không được lít vào cái livestream đó luôn, các bạn nhớ chưa? Ok, thì nói chung á là bọn mình Hero Team sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất lấy lại được kênh YouTube cho chị Kamui. Bọn mình sẽ cố gắng hết sức nhờ những người anh, những người chị gọi là hoặc thậm chí là bọn mình sẽ gửi đơn lên trên YouTube để nhờ YouTube gọi là giúp bọn mình lấy lại được cái kênh của chị Kamui. Thì nói chung á là rất là xin lỗi những bạn nào mà là fan của chị Kamui hoặc là fan của Hero Team gọi là bị ảnh hưởng do cái việc hack vừa rồi. Do cái việc gọi là bị hack vừa rồi á thì mình rất là xin lỗi các bạn rất là nhiều. Và mình mong rằng mấy bạn vẫn sẽ ủng hộ cho Hero Team bọn mình và vẫn sẽ ủng hộ cho chị Kamui. Tạm thời thì chị Kamui sẽ làm một cái kênh YouTube mới và mình sẽ gọi là chia sẻ kênh YouTube đó cho mấy bạn sau để bạn có thể đăng ký và ủng hộ lại cho Kamui nhé. Kamui sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Còn nếu như mà may mắn hơn có thể lấy lại được kênh YouTube cũ thì Kamui sẽ làm ở kênh YouTube cũ luôn. Ok, và các bạn nhớ là không được lít vào trong cái livestream đó nghe chưa? Không được lít vào những cái link bậy bạ nghe chưa các bạn? Không thôi là mất kênh hoặc thậm chí là bị hack luôn máy tính á. Mấy bạn nhớ chưa nào? Ok, còn bây giờ thì mình không biết nói gì nữa ngoài thông báo và cảnh báo cho các bạn như vậy thôi. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt mọi người.